Hi, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn nha. Thì clip ngày hôm nay là Dương sẽ đi thăm 22 cái bãi gắn nha các bạn. Thì những cái bãi gắn cái luồng này thì Dương sẽ đặt theo cặp cái đường suối nè. Đó, mình đi dài thêm cái suối này. Thôi để bây giờ cho Dương chuyển camera sau lại rồi mình đi bắt đầu đi thăm những cái bãi gắn nha các bạn. Gần đại dương có con cái nè, thì giờ này cũng có khoảng gần 8 giờ, cũng gần Tết tới nơi các bạn ơi. Không biết anh em các bạn sao, chuẩn bị Tết nhất sao với con Dương. Bây giờ là Dương còn vẫn còn loại khơi đi thăm những cái bãi gắn. Đây là đồ nghề của Dương. Thì nay Dương đem củ sắn theo, đem tìm cái móc nữa. Đó, cái bãi chỗ đây. Ôi, thích tình hình. Ê, chính là gì mà kỳ vậy? Trời ơi, cỏ nó đè. Chuột còn sống luôn. Cỏ nó đè tới đâu. Hàng khủng thôi. Thôi. Vâng, đi theo mấy cái bờ suối này nè. Đặt cặp theo mấy cái mé bờ bằng cái giường cao su luôn. Bây giờ cậu đã băng ngang cái suối này thăm cái bãi. Cái mùa này mà, đây mà tới tháng 4 á. Đặt tiếp mua gắn là coi bộ cũng khó lắm nha các bạn. Thì mình bày đặt lúc này đặt ít bẫy thôi, nhưng mà mình đặt những cái lựa suối thì Dương cũng từng đặt nhiều à, nhưng mà suối thì dính gắn nhưng gắn yếu lắm, mà ít gắn thì nó không được nhiều. Lấy cái móc đây, Dương đặt quay clip chia sẻ anh em xem. Ồ, không thấy cái hiện tượng gì hết, con chuột có đai màn hình nè. Bẫy này bẫy chằn luôn. Chuột đai bạn. Đi ra đây thăm cái nữa. Cặp suối cũng dễ dính rắn lắm, nhưng mà nó dính ít. Một chỗ nó dính từng hai con rồi, nó rưng nó hết rồi. Cái mùa này nước đặt suối đặt đồ mới có gắn thôi chứ còn. Chứ lại mấy cái hồ rồi. Hồ mà ta nuôi cá mà ta be rồi lại đó. Đặt trên cái mép bờ đó cũng có lý. Đây toàn là cục tre gì thôi. Đâu rồi? Bảy nằm đâu giờ không nhớ rồi nè. Ủa có bạn ơi. Ở trong cái cục này dễ lụm, nhiều hố hành hay gì. Ê cha được, bỏ cái móc đây luôn đi. Còn à, thì cái lồng bẫy này nó có ba cái trong chuồng heo, ngon lắm. Dương hy vọng mà hồi tập trước 3 cái, nhưng mà bắt đầu Dương tăng cường thêm cái nữa là 4. Trong chuồng heo ngon lắm mà, để thăm cái luồng xuống này xong rồi chạy qua bên chuồng heo. Còn ngon 3 cái trong chuồng heo đó, bữa nay có khả năng dính nữa, lột rồi. Hô hành đổi màu quá, nó bị chuột xử nữa nè. Con này là sắp lột rồi, con này được 4 lạng từ le hết. Con này dính lâu rồi nha, tại vì lúc này gắn nó dính thưa yếu á, thì Dương một tuần lễ Dương mới đi thăm một lần nè. Thì Dương cũng mới xuống được thêm 2 luồng bẫy nên là 50 cái. Khoảng nay mai vô đi thăm được rồi đó bạn. Tuần này thì clip nó đều mong các bạn xem ủng hộ vô nha. Con hổ hành đầu tiên 4 lạng. Ôi, cái bãi này nó dính vẫn lãi bạn ơi. Thì cái bãi này hồi nãy Dương vô Dương thăm, Dương nói chết chuột á. Rồi đi lại đó bạn. Đi lại thăm dính hổ hành. Rồi quay lại dính vẫn lãi. Bành kỳ. Trời ơi, hết biết thì. Rồi, thấy Dương vô chuột đặt lại, nó mới dính luôn. Nãy rút cà gì không thấy, bạn nó nằm ở khúc trong á. Còn không mơ bạn ơi, tại đây người ta đang thứ bắp ở trên đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chưa tới lỡ thăm bảy mà tàn sát nó trong lỏng hết rồi. Biết cái bảy còn không? Chứ thăm bảy mà cứ giái đừng mắc bảy với lại dính gắn nhiều. Ai cũng vậy mà lại thấy mấy cái bảy nó xàm. Trong lỏng. Ồ có. Ê. Gắn này to mà sao? Con chuột còn luôn ta. Để đây đi. Đá rồi. Ê cha con hổ hành. Hổ hành bành kia luôn. Trời, nó cắn lủng một lỗ luôn. Thôi để Dương ốp máy Dương xử lý ca này cái rồi. Không, để Dương kia các bạn chim con chuột cái. Mình quay tiếp. Con chuột này nó không đau bự lắm đâu. Nhưng mà con gắn bành kia mà nó không ăn luôn à. Con hành cả nửa ký lô. Thì con chuột nó cắn một lỗ lủng luôn mà. Máu không? Không quay khúc đó nghe. Cái máu me là cái vi phạm cộng đồng của YouTube. Quấn sập kênh luôn. Ra đi. Rồi con hổ hành nửa ký lô gì mà con chuột. Ê. Mà con chuột không ăn. Nó không ăn chuột chứ. Người ta che cái đầu nè. Gắn bự lắm mà. Bành kia luôn nè. Cắn lủng lỗ máu dữ lắm rồi. Đổ quét à. Nên không quay được. Ngọn nè. Nãy Dương đi xuống đây Dương thăm cái bẫy này rồi mình vô chuồng heo mình thăm mà. Heo giờ Dương đặt được 4 cái rồi. Thì dự tổng Dương thăm thì Dương sẽ không nói chuyện được. Cho đi lộ. Rồi. Không dính mà, cúi hẻo à. Chuột ngủ đông. Sống mà không dính. Ủa, không dính mà ơi, ngon gì mà. Con chuột ra đi bà. Ủa, phải cho nó đặt tường ngon, trong đây có gắn mà không dính cả. Ở đây là bạn, trước nuôi cái hộ trong đây nuôi cá. Bạn nhìn cái mương mà nó chạy đục ngầu hết trơn mà. Dương lợi cái nó chạy mất tiêu rồi, trước cái này dính hôi vện nè. Nó thật là dính con bự bự nữa coi. Vô đây, bây giờ chưa dính. Nghe hiều luôn mà. Nó chuột đai một hình nữa chưa. Còn 4 cái này nó không dính. 3 cái chứ. Không dính rồi. Nó trồng mong 3 cái này hết biết mà nó không dính con nào hết chưa. Vì mà nói tập trước á, nói tập sau này thế nào cũng phải dính 2 đến 3 con nữa, quê thì chứ. Thua rồi. Á khu chạy heo gì mà không dính cắn nào trên trời tệ. Trong măng mấy cái đó hết hồn. Biết bữa nay tao không có còn nào khủng hết rồi. Trong chạy heo đó nó còn cắn khủng thôi. Mà nó đi bụi rồi. Tôi chụp hình đúng mấy cái bẫy đó rồi. Ủa còn. Chưa work luôn. Chó sủa thôi chứ. Cái đặt theo mấy bệt xuống mà chưa có hành khủng được. Nó nấp đâu hết kìa. Giờ cái bẫy chỗ này bây giờ kiếm nó căng nè. Giờ Dương hết biết cái nằm đâu rồi nữa nè. Ta cắt cỏ. Trời nắng lắm. Tất đầu trong đây. À đây. Nhưng mà ta cắt cỏ trong lỏng đó luôn mà. Nhưng mà ta không lấy cái bẫy nha. Cái không dính hay gì ơi. Thiệt cơ như hiệu. Dính là đi đai. Ủa.
đặt theo mấy cái bờ suối vậy mà cái gì nó ít gắn. Dương cũng từng đặt thử rồi, nó cũng có gắn ít lắm rồi. Bữa nay chỉ tìm những con gắn ở những cái suối này không thành công nha. Con khủng khủng. Ồ, mới mở ra một chục hay đai màn hình ngắm nè. Ờ, Dương bỏ hàng chục mà nó vẫn không dính mà. Rồi, hình cái nhà hiều nữa mà dính nữa rồi. Trời ơi, cái bãi nó nhẹ. Con chuột còn sống mà vẫn không dính. Mai chỉ tìm những con gắn ẩn nấp theo mấy cái bờ suối nè, thất bại. Chuyến thăm bãi hôm nay dừng kết thúc. Trời ơi, bãi này nản không à. Dừng thấy quải cây đậu rồi đó. Mùa này phải gắn khó nuốt á. Lại không ngựa chung 2 kg à. Nó cũng có dính được 2 con hổ hành nhỏ, 2 con nó tất cả phải 5 lạng, nhưng mà dương không có quay cái nó nhỏ quá. Tại vì lại chỗ đó người ta cũng đông. Tại chuyến thăm bảy bữa nay Dương thăm 20 mấy cái rồi, giờ hết nhớ nổi, 20-22 gì đó, đại khái nó vậy đó bà. 2 kg, tụi con hành 5 lạng. Thì mùa này kiếm được con gắn coi bộ khó nha anh em. Chùa thôi thì cho Dương kết thúc về đích tại anh em. Anh em vào những video kế tiếp thì cũng gần Tết rồi, nên thì Dương cũng thăm bảy vài chuyến bảy nữa rồi mày cũng chuẩn bị ăn Tết bạn ơi. Thôi bye bye, xin chào, bye bye.